Bài tập số 11. Chúng ta có cái bảng tính. Rồi, bây giờ mình chỉ có việc là mình đi điền vào cọc ghi chú theo tiêu chuẩn sao. Những học sinh có đạo đức tốt và có điểm trung bình từ 4 hoặc những học sinh có đạo đức là trung bình và có điểm trung bình từ 5 trở lên thì nó lên lớp, ngược lại nó ở lại. Em mình xét điểm của cột ghi chú. Các em định dạng cái bảng lại làm nhanh thôi. Các em tô đậm canh giữa, tinh đậm vậy. Rồi, kết quả học tập cũng vậy. Vẽ khung thì quá đơn giản. Ở đây có 1, 2, 3 đánh vào 1, 2. Rồi mình copy công thức xuống. Đó, tự tăng lên tới 10 các em. Chọn qua các em chọn góc test nè. Rồi B canh giữa. Điều này. Sau khi định dạng xong thì tiếp tục ta sẽ thực hiện cái cột ghi chú. Cột ghi chú ha. Rồi, cột ghi chú thì mình cái điền cột ghi chú mình có hai trường hợp là mình có điều kiện thứ nhất, nếu mình tách ra đó, mình tách ra thì nó có hai vấn đề ha. Những học sinh có điểm từ 4 trở lên hoặc ha, chỗ đây là hoặc. Rồi, cái học sinh có đạo đức trung bình thì thằng này lên lớp, ngược lại ở lại lớp thì mình sử dụng cái hàm hoặc này. Thì đầu tiên là mình sử dụng cái hàm O bằng O hoặc. Rồi, nhất á, nếu học sinh có điểm mà trung bình á, có đạo đức là tốt và điểm trung bình lớn hơn bằng lớn hơn 4 à, thì đầu chấp chích vô là đầu tiên. Như vậy có hai điều kiện là thêm hàm n vô. N thứ nhất á, o của n ha, n thứ nhất là điểm trung bình. Nếu mà điểm trung bình lớn hơn bằng 4 và đạo đức ha, đạo đức là lúc đó là ô D3 nó bằng cái gì các em? Lớn hơn bằng 4 thì đạo đức phải là đạo đức tốt. Mình học dở đạo đức tốt mới lên lớp được chứ. D4 mình gõ cho nó tiếng. Rồi, tốt. Đóng ngoặc lại, hoặc là cái điều kiện này. Rồi, phải, tức là điều kiện hoặc mà. Rồi. Hoặc là cái điều kiện là rồi, hoặc là nó lớn hơn bằng 5 và đạo đức nó thì trung bình thôi. Rồi ha, thì cái về nó sẽ cho ra là true form thôi. Enter cái này kiểm tra. Rồi, này điểm trung bình, đạo đức trung bình mà điểm trung bình cũng 4 là anh này là anh rất chắc kệ. Rồi, như vậy đầu tiên mình cho điều kiện này thì mình xét vô gồng chung phong đó. Nếu như điều kiện là đúng
Nếu điều kiện này là đúng thì nó lên lớp. Lên lớp ha. Mình thấy ra chu hoa nào lên lớp, mình xét điều kiện vô. Nếu điều kiện sai thì nó là gì các em? Ở gì? Ở lại lớp. Rồi mình đóng cô hàm này lại. Enter. Ha. Đầu tiên mình xét đơn giản nhất là cho nó ra bằng chu điều kiện đúng hay điều kiện sai. Ra cái mệnh đề logic mình đúng hay sai. Thì sau đó mình kết hợp lên, nếu điều kiện đúng thì nó lên lớp, điều kiện sai thì nó ở lên lớp. Đó. Rồi mình copy công thức xuống. À, ví dụ điểm trung bình của 3 bằng 3 mà đạo đức tốt thì cũng rớt lớp luôn. Điểm trung bình bằng 4 mà đạo đức tốt thì được lên lớp. Rồi điểm trung bình là 5 mà đạo đức trung bình thì cũng được lên lớp. Các em hoàn thành bài tập. Các em hoàn thành bài tập.